dắt mẹ bầu Khánh Thi đi shopping, Phan Hiển nhận cái kết đắng. Hành động của Khánh Thi đã khiến nhiều cư dân mạng bật cười, liên tục để lại lời động viên Phan Hiển. Khánh Thi, Phan Hiển là một trong những cặp đôi đẹp của VBiz. Kể từ ngày về chung một nhà hồi cuối năm 2022, cặp đôi thường xuyên phát cẩu lương, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Mới đây cư dân mạng đã được fan không nhịn được cười khi Khánh Thi, Phan Hiển chia sẻ khoảnh khắc đi shopping cùng nhau. Theo đó dù mang bầu, song Khánh Thi vẫn thể hiện được thần thái sang chảnh vốn có. Tuy nhiên tâm điểm chú ý lại dồn vào những hóa đơn tính tiền. Cụ thể hóa đơn dài đến mức Phan Hiển phải thốt lên, khi bầu đi shopping thì chồng nên ở nhà tốt hơn. Chứng kiến tình huống này, nhiều cư dân mạng bật cười, đồng thời an ủi Phan Hiển. Thôi lâu lâu chiều vợ một tí thôi mà. Khuôn mặt Phan Hiển lúc chứng kiến Khánh Thi kéo hóa đơn chắc buồn cười lắm nhỉ. Dẫn mẹ bầu đi shopping, tưởng xả stress, ai ngờ những ông chồng lại là người stress hơn. Chỉ những người đàn ông mới hiểu được cảm giác của Phan Hiển lúc này. Hậu đám cưới hồi tháng 12 năm 2022, Khánh Thi, Phan Hiển cho biết các con là sợi dây liên kết giúp cả hai đi đến chặng đường viên mãn như hôm nay. Nếu không có Kubi và Anna thì có lẽ tôi và Khánh Thi đã chia tay nhau từ lâu lắm rồi. Tôi và bà xã hay nói vui là cứ mỗi lần giận là mỗi lần có em bé, tôi và Thi chia tay 2 năm, sau đó quay trở lại và có Kubi. Bây giờ kiểu như là tôi và nàng ấy không dám cãi nhau nặng lắm đâu vì như thế lỡ biết đâu có thêm thành viên nữa thì sao, Phan Hiển trải lòng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.